Cô chào các con. Cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài trang số 16. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con một loại nhịp mới là nhịp 2-4, nghĩa là nhịp 2-4. Thì nhịp 2-4 chúng ta sẽ đếm hai phách trong một ô nhịp. Có hai nốt đen hoặc một nốt trắng. Thì nhịp 2-4 khi chúng ta chơi đàn chúng ta sẽ lấy nhịp đều là 1-2, 1-2. Rồi chúng ta bắt đầu đọc hoặc bắt đầu chơi nhé. Một điểm nữa, trong bài này chúng ta sẽ ôn tập về hai nốt nhạc mà chúng ta đã được học. Đó là khóa son, các con đã được học nốt Do, Re với ký hiệu CD rồi. Và khóa pha thì các con được học nốt Do, Si với ký hiệu là CB. Và ở trong bài March of Gnomes này thì chúng ta sẽ thực hành hai tay. Chúng ta sẽ cần đọc nốt nhạc ở cả khóa son và khóa pha với sự chơi liên kết giữa tay phải và tay trái nhé. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt nhạc. Chúng ta cùng lấy nhịp đều và đọc cùng cô nhé. 1, 2, 1, 2. Do, Re, Do, Si, Do, 2. Do, 2. Do, Re, Do, Si, Do, 2. Do, 2. Đó là phần nốt nhạc. Cô đã đọc một lượt từ đầu đến cuối bài. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô hướng dẫn cho các con chơi đàn ở trên phím nhé. Chúng ta sẽ chơi vị trí tay phải ở vị trí đô trung tâm bằng hai ngón đô rê 1-2. Và tay trái của các con thì chơi đô si cũng 1-2. Bây giờ chúng ta sẽ phải đặt cả hai tay lên cùng ở trên phím đàn để chúng ta chuẩn bị và chơi từ đầu đến cuối nhé. Ở bài này, nhịp 2-4 chúng ta sẽ chỉ cần đếm là 1-2-1 2 và chúng ta chơi thôi. Bây giờ cô bắt đầu nhé. 1 2 1 2 Do Re Do Si Do 2 Do 2 Do Re Do Si Do 2 Do 2. Đây là một bản nhạc không quá khó đối với các con đúng không? Bây giờ thì cô sẽ chơi với lại nhạc beat từ đầu cho đến cuối. Các con lưu ý là chúng ta sẽ chơi hai lần nhé. 1, 2. Quay lại từ đầu. Bây giờ thì cô chơi tốc độ nhanh. 1, 2. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 16. Các con luyện tập bản nhạc này, lưu ý cho cô về vị trí ở trên phím đàn đan xen nhau, chúng ta di chuyển linh hoạt nhé. Và chúng ta cần nhớ được vị trí nốt nhạc ở trên khuôn đối với khóa son và khóa pha nhé. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.